30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Năm tuần vừa qua, mưa lớn bắt đầu đổ xuống Bắc Kinh, trong đó Mật Vân và Hoài Nhu đã xảy ra mưa lớn và lũ quét. Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho sông Bạch Hà. Vào sáng sớm ngày thứ Năm, mưa lớn đã gây ra thiệt hại cho một số cơ sở điện 110 kV ở một số khu vực Mật Vân và Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ, khoảng 3.000 hộ đã được cấp điện trở lại, còn 1.100 hộ chưa được cấp điện trở lại. Theo Cục Quản lý Đường bộ của Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Bắc Kinh, mưa lớn đã gây ra 9 vụ lở đất trên các con đường ở Mật Vân và Hoài Nhu, Phương Sơn và những nơi khác. Theo Bắc Kinh Com, tốc độ dòng chảy của lũ Bạch Hà tại trạm thủy văn Trương Gia Phần ở Mật Vân là 1.300 m khối mỗi giây. Hồ chứa Đại Thủy Ngư ở quận Hoài Nhu đã tràn vào hồ chứa, vượt quá giới hạn lũ 1,7 m. Sáng sớm ngày thứ Năm, phía tây bắc huyện Mật Vân xảy ra mưa lớn, một số con sông bị ngập lụt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Năm, lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh là ở Trương Gia Phần, Mật Vân đạt 403,4 mm. Ngoài ra còn có 5 trạm vượt quá 300mm với diện tích 350km² và 15 trạm vượt quá 200mm có diện tích 1.000km². Ngoài ra, sạt lở đất còn xảy ra trên đường Tĩnh Gia và Yên Lưu, 35 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Tại quận Mật Vân, làng Hoàng Thổ Ban và làng Bành Nghệ An, mỗi nơi có một ngôi nhà bị sập và 1.700 cư dân phải sơ tán. Cũng do mưa lớn, nước sông dâng cao, lũ quét xảy ra ở phố Song Văn, thị trấn Lưu Lâm Miêu. Một phụ nữ ở Nội Mông ôm cây to chờ cứu hộ. Ngoài ra, đường Lục Lãng, thị trấn Lưu Lâm Nghiêu, quận Hoài Nhu hiện đang được sửa chữa khẩn cấp vì mất điện do cột điện bị sập. Tờ Bắc Kinh Thời sự buổi tối đưa tin, hiện tại nhiều ngã tư, đoạn đường ở khu vực Hồ Long Quan thuộc trường Bình Nước đang ngập rất sâu, trong đó có gầm cầu đường sắt đô thị trên đường Ngọc Chi Đông khiến giao thông bị gián đoạn do bị ngập nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải video và hình ảnh về lũ lụt tại địa phương. Một nickname có tên chú heo con Dương Dương Tiểu Trúc cho biết, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh. Mưa vào ban đêm thực sự khủng khiếp. Sau khi bị đánh thức, tôi đã đeo nút bịt tai và hầu như không ngủ được. Nickname Wendy C. Howline nói rằng mưa lớn ở Bắc Kinh và cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh đều đang được tìm kiếm nhiều nhất và tôi hơi sợ khi đi học lại hôm nay. Một nickname khác có tên Zitiana nói rằng, buổi sáng khi anh ấy ra ngoài trời không có mưa, trên đường hầu như không có nước. Sau khoảng 1 giờ, nước đã ngập rất nhanh, ô tô ở tầng dưới đã nổi lềnh bềnh như đang bơi. Còn Anjai Linji nói rằng nhiều con đường đã trở thành sông. Lần này mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở Bắc Kinh, gây nên những trận lở núi, tương tự trận lụt kinh hoàng xảy ra năm 2012. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn đổ xuống tỉnh Tứ Xuyên, gây ra lũ lụt, nước lũ dâng cao, nhà cửa bị ngập và cầu bị sập. Trong số đó, thành phố Đại Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại thị trấn Quan Tử nước lũ đã rút dần, nhưng khi người dân trở về nhà thì phát hiện đồ đạc đã bị cuốn trôi, lương thực và nước uống không có, dòng nước chảy xiết tràn ngập cả thị trấn. Phóng viên Đại Kỳ Nguyên đã biết được từ Gia Nghĩa, một cư dân ở thị trấn Quan Tử, quận Đại Xuyên, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên, rằng một trận lũ quét bất ngờ bùng phát vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng ngày thứ Ba. Người dân cho biết họ không được thông báo trước, tôi không ngờ lũ lớn như vậy, có người phát hiện ra trước và thông báo cho nhau, dân làng giúp nhau thoát thân, Gia Nghĩa nói. Tin tức phát hành Đại Châu cho biết, do sạt lở của một ngọn núi dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực Đại Châu, một số chuyến tàu ở Đại Châu đã tạm thời bị đình chỉ. Gia Nghĩa nói rằng những người lao động nhập cư sẽ không thể trở về quê hương của họ để được nhận hỗ trợ. Người dân cho biết họ bị thiệt hại rất nghiêm trọng và cuộc sống trong những ngày tới sẽ cực kỳ khó khăn. Tầng 1 của tòa nhà về cơ bản bị ngập nước và tất cả đồ đạc trong nhà đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, dù nước lũ đã rút dần nhưng việc ăn uống của người dân trong thôn đang gặp khó khăn. Gia Nghĩa cho biết dân làng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và họ chỉ có thể thỏa mãn cơn đói bằng mì tôm và nước khoáng. Chính phủ chỉ cung cấp mì gói và nước, nước sinh hoạt khác đều không có nên rất bất tiện. Hôm Chủ nhật, một số tàu từ khu vực Đại Châu và Bá Trung của tỉnh Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Khúc Giang đã mất kiểm soát và tiến vào quận Quảng An, thành phố Quảng An, sau đó làm sập cầu GE trên sông Khúc Giang. Tàu bị mắc kẹt tại trạm thủy điện Lạc Đô Phúc Lưu Đàm ở huyện Nguyệt Trì. Ngoài thành phố Đại Châu, thành phố Bá Trung cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 80% diện tích phố cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương bị ngập lụt, ngập đến tầng 2 những tòa nhà và 8.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Bảy, tin chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết đợt mưa lớn hiện nay ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết thúc, tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ lụt được điều chỉnh lên cấp 4. Tính đến 12 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn đã khiến tổng cộng 833.000 người ở 34 quận thuộc 8 thành phố Đại Châu, Bá Trung, Miên Dương, Đức Dương, Nam Sung, Quảng Nguyên, A Bá và Cam Tử bị ảnh hưởng.
Trong số đó, 230.000 hecta cây trồng ở Bá Trung bị ảnh hưởng, 7.000 hecta bị mất hoàn toàn và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,88 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, vào chiều hôm qua thứ Tư, Văn phòng Thông tin của chính quyền huyện Cam Tử, tỉnh Tứ Xuyên thông báo rằng một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Câu, thị trấn Bản Phá Môn, huyện Đan Bá. Tứ Xuyên đã chặn sông Tiểu Kim Xuyên và tạo thành một hồ chắn khoảng 1 triệu mét khối, gây ra con đường đoạn G350 Lan Thủy Loan bị gián đoạn và sạt lở đất ở làng An Tường Câu, Lan Thủy Loan, làm ngập các ngôi làng dọc đường và nhà máy điện Mai Long với công suất lắp đặt 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Tính đến 12 giờ trưa thứ Tư, hồ chắn Mai Long Câu về cơ bản ổn định, nhưng đập bị vỡ và tràn xuống tạo thành dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu, và dòng sông gần làng An Tường Câu ở hạ lưu đã cuốn trôi, nhà cửa và đường xá trong làng bị hư hỏng hoàn toàn. Video trên mạng cho thấy lũ lớn từ thượng nguồn đổ xuống, nhà sập ngay, ô tô trôi giạt, lở đất bất ngờ phun ra từ đỉnh núi trực tiếp nuốt chửng nhiều bản làng. Hiện tại, vẫn rất khó để dự đoán có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Cục Quản lý Khẩn cấp của thành phố Bá Trung, Tứ Xuyên rằng vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, cây cầu khung thép Siantan Bridge mới được xây dựng và chưa hoàn thành ở Ly Tan, huyện Bình Xương đã bị lũ dữ cuốn trôi, thân cầu bị lũ nuốt chửng trong vòng chưa đầy 30 giây. Rất may không có thương vong về người. Tình hình thiên tai đang được tiếp tục thống kê. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Côn, một chuyên gia kỹ thuật kết cấu cấp 1 đã đăng ký quốc gia ở Trung Quốc đại lục, được đưa tin trên Internet rằng tôi sẽ chạy xuống Nghi Xương và tôi có một lời cuối cùng. Thông tin trên Internet cho thấy Hoàng Tiểu Côn là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu công nghệ xây dựng Học viện Nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, thành viên của Ủy ban điều phối các quy định bắt buộc của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, đồng thời là Tổng thư ký của Ủy ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa Kết cấu Công trình. Thành tích nghiên cứu của ông đã đạt được nhiều giải thưởng. Vì tư cách nghề nghiệp, lời nói của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Internet lần lượt đăng lại và kêu gọi: các bạn ở hạ lưu đập Tam Hiệp, hãy chạy càng sớm càng tốt. Một số người cũng để lại lời nhắn trực tuyến có nội dung: thượng nguồn của đập Tam Hiệp, Tứ Xuyên và Trùng Khánh bị ngập lụt, các hồ chứa nhỏ bị sập và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác nhận liệu Hoàng Tiểu Côn có phải là người đưa tin hay không. Mưa xối xả ở Trung Quốc kể từ tháng này đã gây ra thảm họa ở 24 tỉnh. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo năm nay có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử, đặc biệt là lượng mưa ở thượng nguồn đập Tam Hiệp gây thách thức nghiêm trọng đến con đập. Ông Vương, chủ tịch một công ty nước ngoài ở Trung Quốc đại lục, quê ở Hồ Bắc, trong nhiều năm qua, ông đã rất chú ý đến sinh kế của người dân ở Trung Quốc đại lục và sự phát triển của đập Tam Hiệp và đã làm được rất nhiều việc nghiên cứu về các vấn đề của đập Tam Hiệp. Vừa qua, ông nói với The Epoch Times rằng sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, thời tiết những năm này rất bất thường, 4 tháng đầu năm nay không có mưa, nhưng bây giờ đang vào mùa lũ, mưa lớn và lũ lụt tiếp tục. Ông lo lắng nói, trong khu vực có đường kính 1.000 km với tâm điểm là Tam Hiệp, nó liên quan đến tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Phúc Kiến của Trung Quốc, bao gồm một phần của Thiểm Tây và Hà Nam, và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 250 triệu người ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp sợ nhất là mưa ở thượng nguồn và hạ lưu, giờ đến nơi rồi. Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn, vành đai mưa sẽ duy trì ở trung và hạ lưu sông Dương Tử vào giữa tháng này, và đỉnh điểm mưa lớn ở Vũ Hán sắp đến. Chỉ riêng lượng mưa ở vùng hạ lưu của Tam Hiệp đã khủng khiếp, và lượng mưa ở vùng thượng lưu còn lớn hơn ở vùng hạ lưu. Điều đáng sợ nhất là mưa thượng nguồn và hạ lưu cùng nhau, xả lũ của đập Tam Hiệp và lũ hạ lưu sẽ chồng chất lên nhau, tạo thành lũ toàn lưu vực, Tam Hiệp sẽ bị thử thách. Nhà bình luận tài chính Kai Đinh Câu Ai đã tung ra một đoạn video nói rằng trong mùa lũ hàng năm, anh ấy chú ý nhất đến đập Tam Hiệp. Hiệp hội các đập lớn thế giới đã nhiều lần liệt kê đập Tam Hiệp là con đập nguy hiểm nhất thế giới, và không phải không có lý do. Thật trùng hợp, trước đó, Hoàng Tiểu Lộ, con gái của Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chúng ta nên cho những người dân sống trong khu vực hồ đập và hạ lưu biết rằng, nguy cơ đập Tam Hiệp luôn tồn tại từ ngày bắt đầu xây dựng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể có 600 triệu người bị ảnh hưởng, lúc nào, có thể có 600 triệu. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thảm họa lũ quét với vận tốc 80 km/h đe dọa trực tiếp đến an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến cho hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn, vượt biên để tìm nơi trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn khi hôm qua siêu lũ quét cao tới 4 mét di chuyển với vận tốc cực nhanh lên tới 80 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào các nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán.
tỉnh Hồ Nam, Trùng Khánh và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết những nơi mà siêu lũ quét trên cản quét qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi đã bị cản quét trở thành tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy một trận vòi rồng đã cuốn trôi 1.800 ngôi nhà, 2.170 xe ô tô và xe buýt, đánh sập một tòa nhà ga xe lửa, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu công nghiệp, làm nứt vỡ một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hơn 500 triệu người dân ở thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. 2/3 trong số đó chạy lên điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn, một số thì chạy xuôi về Nam, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thiệt hại ban đầu do hai trận thảm họa gây ra ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối, họ không hiểu vì sao thời gian vừa qua nước họ lại luôn hứng chịu sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất và của trời. Theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc tên là Chen Long cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên rất bất thường lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc trong 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm vừa qua, và bước qua năm nay, những thảm họa thiên nhiên vẫn xuất hiện ngày càng dày hơn. Dịch Covid mới bùng phát trở lại với biến thể mới thì nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang liên tục ập tới Trung Quốc. Và hôm qua, một trận lũ quét cao 4 mét và một trận vòi rồng lại tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ vào lãnh thổ của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế nước này đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng kiệt quệ hơn. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đối với cả thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục mưa to, gió lớn ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt khắp mọi nơi. Có những nơi nước dâng từ 3 đến 4 mét, có những nơi trũng sâu ngập lên đến 9-10 mét. Những ngôi nhà xây từ 3 đến 5 tầng cũng bị ngập đến tầng 3. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm đến những việc hạn hán, lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của Bắc Kinh để gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Thưa quý vị thân mến, theo nhiều trang tin chính thống và sáng nay cho biết, sau nhiều tuần mưa lũ nghiêm trọng ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây lũ lụt dọc sông Dương Tử khiến gần 300.000 người sơ tán ở các tỉnh An Huy, Giang Tô do nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và những người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện. Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 147.000 người sơ tán vào hôm qua tại An Huy khi hơn 2.000 căn nhà bị hư hại sau một tuần mưa bão ở bờ biển phía đông. Tại khu vực Giang Tây, có hơn 151.000 người đã được sơ tán từ 2 ngày trước, gần 20.000 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Và hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiều trận mưa lớn sẽ diễn ra ở các vùng phía Nam trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng, tổ chức sơ tán và cứu trợ. Video được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy những ngôi nhà 3 tầng bị sập, đồ đạc trôi nổi trong nước bùn và lính cứu hỏa đang cố gắng giúp người dân thoát hiểm từ cửa sổ căn hộ đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử hôm qua đã đưa ra cảnh báo màu cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của con sông dài nhất Trung Quốc trong bối cảnh mưa lớn được dự đoán tiếp tục diễn ra trong khu vực này trong 3 ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống lũ và hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm ở khu vực trung lưu sông Dương Tử, cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương. Tính đến chiều ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 140 người tử vong và 15 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống 44 quận tại tỉnh này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 9 triệu người. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con sông để cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã sơ tán 17.000 người đến nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra để theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Kính thưa quý vị khán giả, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa qua đưa tin, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, hồ chứa nước Gia Trị đã bị vỡ, trong khi mực nước tại hồ chứa khác là Trường Giang và sông Giải Lỗ cũng đều vượt mức báo động, có nguy cơ sẽ vỡ bất kỳ lúc nào.
Theo thống kê sơ bộ, đã có 31 người thiệt mạng, 100.000 người buộc phải di rời đi chỗ khác. Lượng mưa trung bình đã lên tới hơn 500mm. Theo cơ quan khí tượng, đây là mức cao kỷ lục trong 60 năm qua tại đây và chỉ trong 3 ngày đã đạt lượng mưa tương đương trung bình cả một năm. Truyền thông địa phương đã dẫn lời một nhà khí tượng học cho biết, trong 3 ngày qua, Nhạc Dương đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Trong video này, các bạn sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, có lẽ trong đời chưa từng thấy và chưa từng trải qua, nhưng đã và đang xảy ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trước khi xảy ra sự cố vỡ đập này, quân đội Trung Quốc đã cảnh báo rằng con đập gia trị này có thể bị vỡ tiếp bất kỳ lúc nào, vì cách đây 2 ngày nó đã bị vỡ dài khoảng 20 mét. Quân đội đã điều động khoảng 20.000 binh sĩ đến gia cố con đập nhưng bất thành. Theo các video được truyền thông Trung Quốc đăng tải, tại Vũ Châu, một thành phố ở Tây Nam của Nhạc Dương, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi ô tô và nhiều phương tiện khác. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng cho thấy nhà để xe của một trung tâm mua sắm ở Nhạc Dương đã bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã sơ tán những hành khách bị mắc kẹt bên trong. Hành khách phải thoát hiểm bằng lối đi riêng, tuy nhiên đã có tới 31 người tử vong do không kịp thoát do nước ngập đến. Một số người sống sót viết trên mạng xã hội, tôi thật sự sợ hãi, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nước mà là nguồn dưỡng khí trong xe ngày càng giảm đi. Do trời mưa, nhà chức trách đã tạm dừng dịch vụ xe buýt vì các phương tiện này chạy bằng điện. Một người dân Nhạc Dương cho biết đó là lý do tại sao nhiều người lựa chọn đi xe riêng và thảm kịch đã xảy ra. Ông nói, truyền thông báo cáo đường hầm trung tâm mua sắm đã hoàn toàn thất thủ, toàn bộ tuyến số 5 và tuyến số 7 bị ngập lụt, nhiều người mất tích và ít nhất hàng ngàn người đã bị mắc kẹt trong 7 giờ. Một cư dân mạng địa phương đã đăng tải lên mạng xã hội rằng anh họ của anh đã bị nhốt trong khu B2 của nhà để xe trong nhiều giờ và nước đã ngập đến ngực. Nhạc Dương giao thông mặt đất bị đình chỉ hoàn toàn, thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Cư dân mạng bất bình cho rằng nếu chính quyền dùng số tiền lớn đem rác ở châu Phi để đầu tư cho Nhạc Dương thì thảm họa này không xảy ra. Nhiều video cho thấy bùn đất thải cuồn cuộn trên đường phố ở nhiều thành phố của tỉnh Giang Tây. Theo báo Đô thị Phương Nam, vào ngày hôm qua, đoàn xe K599 từ thành phố Bao Đầu chạy đến đoạn giữa Nam Dương và chùa Hải Đường ở Nhạc Dương trên tuyến Bắc Kinh Quảng Châu thì phát hiện trời mưa lớn khiến cho đường bị lún, do đó đoàn xe đã bị nghiêng gây nguy hiểm. Các hành khách đã được di chuyển khẩn cấp. Theo tờ Nhật báo Trung Hoa dẫn báo cáo từ Cục Khí tượng địa phương cho biết, lượng mưa từ 20 giờ ngày hôm trước đến 20 giờ ngày hôm qua là 617,1mm, chỉ trong 2 ngày đã gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Nhạc Dương, trong đó lượng mưa trung bình giờ và lượng mưa trung bình ngày đã phá vỡ kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Nhạc Dương được thành lập. Báo cáo mô tả đây là trận mưa lũ ngàn năm có một, trận lụt lớn ở Giang Tây đã khơi dậy kết đau thương của người dân địa phương. Vào tháng 8 năm 1975, trận lũ lịch sử đã phá hủy 102 km đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu. Do vỡ đập vào lúc 1 giờ sáng, hàng chục ngàn người vẫn đang ngủ, nhiều làng mạc và thị trấn đã biến mất. Vào thời điểm đó, số người chết ít nhất 26.000 người, nhưng số người chết bất thường do dịch và đã nói từ hậu quả của lũ lụt là khoảng 220-240.000 người. Đó là thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung Quốc mà chính quyền không hề nhắc đến. Cho đến tận nhiều năm sau, người ta mới biết đến lịch sử đau thương này. Vào ngày hôm qua, truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng 13 người ở tỉnh Giang Tây đã thiệt mạng vì lũ lụt trong đường hầm nhà để xe. Cũng đã có hơn 200.000 cư dân đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 26.000 binh sĩ và nhân viên cứu hộ đang tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Sân bay Nhạc Dương đã phải hủy hàng loạt chuyến bay trong thời gian vừa qua. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã làm những điều trái với luân thường đạo lý, làm cho nhiều người dân ở Trung Quốc phải khổ sở, sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì ông ta. Dù lũ lụt hạn hán, ông ta vẫn nuôi tham vọng đi xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc dần dần mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng lẽ ra Trung Quốc là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới. Nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước mà chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Đài Loan. Nói tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng
tại sao nhiều nước trên thế giới bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây là do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập mà ra. Chính quyền ông Tập đã ấp ủ mưu đồ và đem quân đội của Bắc Kinh gây hấn với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt nhiều ngày đêm vừa qua, không một ai, không một nước nào trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện tại chỉ có một nước duy nhất trên thế giới kề vai sát cánh với cả Trung Quốc, đó chính là Campuchia. Người ta cho rằng Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và ông Tập Cận Bình được cho là rất thân thiết với nhau. Đây chính là lý do vì sao ở một bài phát biểu thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh rằng Campuchia là một trong những nước thân cận tuyệt đối với Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến quân sự. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần bị trừng trị ở đây là ông Tập. Người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi vương thế giới vượt qua Mỹ. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước thiên nhiên mà thôi. Và trên con đường danh lợi, muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, ông ta đã quá nóng vội mà mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc và đây chính là bài học xương máu sâu sắc đối với chính quyền ông Tập. Và hy vọng sau đợt trừng trị của thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại được những lầm lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, hy vọng chính quyền ông Tập sẽ đối xử tốt với người dân của Bắc Kinh cũng như không đi gây gổ, gây hấn với tất cả các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không vi phạm xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Đại Hồng Thủy đã tấn công, điều khiến Trung Quốc khóc hận khi hệ thống hồ chứa cả nước thất thủ. Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam với mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sông tố hoành hành chưa dứt. Thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đang trải qua một trong những trận lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, chủ yếu do năng lượng trữ nước của các hồ chứa tại thượng nguồn sông Dương Tử. Mối đe dọa được cho là đáng sợ hơn khi có thông tin các đập thủy điện trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Kim Tử đã hoạt động hết công suất. Trong giai đoạn mưa lớn vừa qua, nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện nói rằng lượng nước dâng cao ở đập Tam Hiệp tại Nghĩa Xương, tỉnh Hồ Bắc, điểm di tích giữa trung lưu, thượng lưu sông Dương Tử đã gây ra tình trạng nước lên ở Trùng Khánh. Nhà chức trách và các chuyên gia Trung Quốc khẳng định thông tin này là không có cơ sở. Trong thế kỷ trước, Trung Quốc đã xây dựng có chọn lọc các đập thủy điện bởi sự thiếu hụt về nguồn vốn. Đây là những dự án then chốt mang lại lợi ích xã hội toàn diện, cung cấp điện năng và giảm rủi ro lũ lụt. Như vậy, nhà chức trách cần phân bổ thêm nguồn lực, bao gồm ngân sách để xây thêm các cơ sở tích trữ nước nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt. Trong tình hình mưa lớn tiếp tục đổ các sông, hồ và dự báo tiếp tục trong những ngày tới, tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc vào ngày hôm qua đã nâng mức phản ứng lũ khẩn cấp lên cấp cao nhất ở khu vực dòng sông Bun Chen. Đến 19 giờ tối qua, mực nước ở hồ chứa trên sông Dương Gian, dự án kiểm soát lũ quan trọng ở vùng thượng du sông Bun Chen đã lên đến gần 108,5m, vượt qua mức tích nước thông thường. Giới chức địa phương cảnh báo mực nước này sẽ tiếp tục dâng cao và dự kiến lập kỷ lục mới. Hồ chứa này đã phải mở đập xả tràn lần đầu tiên trong 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ. Cơ quan Thủy lợi tỉnh Chiết Giang nói, nhiều con sông ở khu vực đồng bằng chính của tỉnh đang chứng kiến mực nước dâng lên mức cao cảnh báo. Tại tỉnh Hồ Bắc, chính quyền cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 và tiến hành cứu trợ cứu nạn từ trưa ngày hôm qua, sau khi lũ lụt nghiêm trọng và ngập úng xảy ra trên diện rộng. Đài quan sát quốc gia của Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo màu cam về tình trạng mưa lớn tàn phá trên nhiều địa phương của đất nước. Từ sáng ngày mai đến sáng ngày tiếp theo, mưa lớn và bão dự kiến xảy ra ở các tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo một số địa phương của tỉnh Giang Tây có thể hứng lượng mưa lên đến 260mm một ngày. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 mức màu sắc, có màu đỏ là cấp độ nghiêm trọng nhất, sau đó là màu cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác với lũ lụt và rủi ro lở đất, đồng thời đề xuất tạm ngưng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Kính thưa quý vị,
Trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin, vào tối qua sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại Châu Tự Trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống suối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa này gây ra những thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá, Trung Quốc giờ đây từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục hiện tại liên tục gánh chịu hàng loạt thảm họa do thiên tai gây ra, gây thiệt hại lớn về người và của. Theo các chuyên gia dự đoán, với tình cảnh hiện nay thì Trung Quốc rất khó lòng để phục hồi lại như trước và dự là 100 năm sau cũng chưa chắc ngoi đầu lên được. Giờ đây, thiên nhiên đã cho nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình được tọa nguyện và thỏa cơn khát bấy lâu nay. Khi đầu đầu trên đất nước đại lục cũng toàn nước là nước, mưa to ròng rã từ đầu tháng vừa qua tiếp tục cho người Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao và ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 5 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Ảnh hưởng do cơn bão số 2 trên Biển Đông ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300 mét đến 500 mét. Xuống khu vực các tỉnh phía Đông, Đông Nam Trung Quốc, ở tỉnh Tây Sơn, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hecta đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra do lượng mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin, các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt, gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên không cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi, để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Phan Hai đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây, trong 12 tiếng từ đêm đến sáng. Tỉnh đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 31,3mm, đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận mức lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gần gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2020. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hà Nam, người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm 2022, nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hao đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng trước. Các trận mưa lớn kỷ lục vẫn tiếp tục kéo dài tới năm nay, đổ bộ vào nhiều tỉnh thành làm tràn hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều thành phố. Theo Reuters cho hay, cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó có nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới là Trung Quốc, dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Hoa lục tràn vào Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm, cũng như là chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc.
mưa lũ tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc từ đêm ngày hôm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho nhiều vùng trũng của Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cao từ 5 đến 6 tầng cũng bị ngập tới nóc, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Bầu trời của Trung Quốc liên tục tối đen, mù mịt bởi những cơn mưa từ thượng nguồn của sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, khiến cho nhiều tỉnh thành Trung Quốc tiếp tục ngập sâu từ 3 đến 5 mét. Thành phố An Huy, một trong những thành phố giáp với Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam hôm qua, được cho là đã dính những trận mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại thành phố An Huy vào lúc 2 giờ đêm đến rạng sáng hôm nay lên tới 500mm, khiến cho một sân bay, bến cảng, một căn cứ quân sự và hàng ngàn căn nhà bị ngập lụt và bị phá hủy, thiệt hại ước tính khoảng 98 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng, một người dân 36 tuổi tên là San cho biết hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn không có động thái gì để lo cho người dân, mà chính quyền ông ta đang mải mang quân ra xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn phải tự xoay sở và rất nhiều người phải sống trong cảnh mất nhà cửa, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Kính thưa quý vị, từ khi bước vào năm 2023, Trung Quốc đã phải gặp một điều đen tối, đó là những con quạ đen bay khắp bầu trời của Bắc Kinh, báo hiệu một năm đầy sóng gió với cả chính quyền ông Tập. Và điều đó ngay lập tức đã được ứng nghiệm vào tuần trước. Cho đến nay, dịch bệnh COVID-19 với biến thể mới tiếp tục lây lan mạnh ở thành phố Bắc Kinh và lây ra các tỉnh thành của đất nước Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này bị kiệt quệ. Ngoài ra, từ cuối tháng 12 năm 2022 cho đến tận bây giờ, Trung Quốc liên tục gặp những trận mưa to đến rất to, làm cho lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử, con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu, nhấn chìm nhiều tỉnh thành của nước này, làm cho người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lời cảnh báo từ biển nước của Trung Quốc, từ những ngày đầu tháng tới nay đã có hai đợt mưa lớn ở các tỉnh thành miền Nam Trung Quốc, khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này phải ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt những ngày vừa qua. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới có thêm hai đợt mưa lớn nữa, thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đến cuối tháng 1 năm 2023, hơn 12 triệu người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà hư hại, mùa màng thất bát, tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô la. Theo báo cáo năm 2021 của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc và cả tình trạng mưa lớn quá nhiều, các đợt nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đã tăng đều trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980 đến năm 2021, mực nước biển ven Trung Quốc tăng trung bình từ 3,4mm một năm, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa nhiều vùng đô thị. Riêng vào năm 2021, mực nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường đến 72mm, theo Bộ Môi trường nước này cho biết. Người dân Trung Quốc đang hoảng loạn vì những thông tin ngày tận thế ập tới trên nước này. Giờ đây, lũ lụt thiên tai, động đất sóng thần tràn ngập khắp nơi ở Trung Quốc. Mở những trang mạng, báo chí, truyền hình chỉ thấy lũ chồng lũ, núi lửa rồi tiếp nối động đất và bao nhiêu tai ương dịch họa. Chưa hết, mới đây nhất trên kênh truyền hình CCTV đã phải cố trấn an dư luận vì tin đồn ngày tận thế, với việc 60.000 tấn mưa bụi của vũ trụ đổ ập xuống trái đất vào vùng quái vật địa ngục sắp nổ sẽ rớt trúng vào khu vực hoang nguyên của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc vốn mê tín và tò mò, nhưng sự hiếu kỳ từng túng tụng 5 tụng 7 ở khắp hang cùng ngõ hẻm để dì tai nhau những nỗi kinh hoàng mà họ cảm nhận. Trước đó, trên một tạp chí của Hội Thiên văn và Vũ trụ Thượng Hải đã đăng tải phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đã gây ra sự hoang mang cho dư luận. Nhiều nhà khoa học tin rằng vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm nay thì những vụ nổ trên có thể xảy ra. Trong một diễn biến liên quan, có 338 trận mưa bụi ngoài hành tinh có thể đổ xuống trái đất vào năm nay, vượt mức thông thường. Thông tin rò rỉ mới đây về việc phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ cận kề trái đất có khả năng hủy diệt loài người. Cũng như trái đất, trong năm nay sẽ phải hứng chịu gần 60.000 tấn mưa bụi ngoài hành tinh ập xuống, đang gây ra sự hoang mang và lo lắng trong dư luận. Nhiều người tự hỏi có phải chăng sẽ xảy ra ngày tận thế hay không? Thực hư về những thông tin gây kinh hoàng dư luận này như thế nào và diễn biến của những sự kiện trên ra sao? Mời quý vị khán thính giả tìm hiểu trong bản tin thời sự tổng hợp hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, một phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đang cận kề trái đất. Geosphere là một thế giới đầy những ngôi sao quái vật màu xanh lam cực nóng, lớn gấp 3 đến 6 lần mặt trời và sắp nổ tung. Các nhà khoa học Anh và Pháp đã tính toán lượng vật chất không gian rơi xuống trái đất mỗi năm và đưa ra con số kinh dị trong nghiên cứu mới đây.
trong bài công bố trên tạp chí khoa học Earth the Planetary Science Letter, nhóm tác giả đến từ Đại học Paris-Saclay Pháp và Trường Hóa học thuộc Đại học Leeds Anh cho biết trung bình có đến 15.000 tấn mưa bụi không gian đi vào bầu khí quyển trái đất. Trong đó ít nhất 5.200 tấn sẽ chạm được tới mặt đất mỗi năm. Tuy con số 5.200 tấn là khổng lồ, nhưng bạn vẫn không cần e sợ mình mắc kẹt trong những cơn mưa bụi đất dữ dội trong năm nay. Bởi lẽ mưa bụi này được làm bằng các vi vật cực nhỏ có kích thước dưới 0,7mm, bao gồm 1.600 tấn phi vật thể và 3.600 tấn tinh cầu vũ trụ, đá không gian nóng chảy. Mưa bụi này được phân bố đều rỉ rả khắp trái đất, do vậy bạn hầu như không thể nhận biết được. Nhưng đôi khi những diễn biến xảy ra trái ngược với dự định của con người thì có thể gây ra nguy hại vô cùng to lớn. Nhóm nghiên cứu này cũng đã thực hiện 6 cuộc thám hiểm Nam Cực trong suốt 20 năm để đem về được 1.280 hạt vi vật thể và 808 tinh cầu vũ trụ có khối lượng dưới 350 microgram. Những hạt này giúp họ tính toán tốc độ chúng rơi xuống bề mặt cũng như xác định nguồn gốc của hạt. Nam Cực được lựa chọn bởi miền đất hoang sơ này rất ít bị ô nhiễm bởi tác động từ sinh vật sống, giúp bảo tồn tốt hơn những kẻ xâm nhập ngoài hành tinh. Tất cả các dữ liệu được đưa ra vào một mô hình máy tính, giúp tính toán ra những con số kinh dị nói trên. Sở dĩ trong 15.000 tấn vật chất ngoài hành tinh đổ vào bầu khí quyển, chỉ có 5.200 tấn chạm đất là vì bầu khí quyển dày của chúng ta đã làm phần nhiều các hạt bị cháy, tan biến trước khi chạm đất. Theo Science Analyst, 80% lượng bụi vũ trụ này có nguồn gốc từ những sao chổi. Thông tin từ Empire, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Sinh học Thiên văn Tây Ban Nha đã sử dụng kính viễn vọng Gaia của ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, để lập bản đồ vùng cận mặt trời bao gồm tròn sao Orion, Lạp Hộ hay Thợ Săn là nơi có hệ mặt trời tròn sao Perseus, Anh Tiên, ở khu vực rìa Milky Way, Thiên Hà, chứa trái đất và tròn sao Sagittarius, Nhân Mã, gần trung tâm Thiên Hà. Tiến sĩ Michelangelo Pantaloni và Jesus Mai Alapan cho biết quá trình này đã giúp tìm ra một cấu trúc bí ẩn được đặt tên là Scipios Spear, tọa lạc ở phần giữa cánh tay của chàng thợ săn Orion gần hệ mặt trời và tròn Perseus Anh Tiên. Vùng Scipios Spear này ẩn chứa dạng sao bậc nhất trong vũ trụ. Trước đây bị tưởng lầm là một vùng trống rỗng. Chúng có kích thước ít nhất gấp 3 lần mặt trời, trong đó hầu hết là khoảng 6 lần mặt trời. Những ngôi sao này cực nóng nên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trong không gian. Nhiệt độ của các ngôi sao cho nó có các sắc độ từ xanh, vàng, cam, đỏ. Trong đó màu xanh là nóng nhất, màu đỏ là mát nhất. Đây cũng là những ngôi sao có tuổi đời ngắn nhất bởi những phản ứng hạt nhân dữ dội trong trái tim, đẩy chúng nhanh chóng đến ngày bùng nổ thành siêu tân tinh. Nói trên Life Science, nhóm tác giả cho biết chính những vụ nổ sao này đã phân tán các nguyên tố nặng đi khắp thiên hà. Loại sao quái vật này cực hiếm và cực quý giá, được coi là thứ làm giàu hóa học cho thiên hà. Cũng chính nhờ những quái vật xanh cổ xưa đã chết mà hệ mặt trời của chúng ta mới có đủ các nguyên tố nặng cần thiết để tạo ra những hành tinh phong phú về mặt hóa học, có khả năng tạo nên phản ứng sinh hóa, sinh ra sự sống trên trái đất. Các nhà nghiên cứu khẳng định, việc tìm hiểu về những cơn mưa bụi kỳ lạ này là cửa sổ quan trọng để hiểu được cách những cơn mưa bụi tương tự hàng tỷ năm trước, có thể là dồi dào và mạnh mẽ hơn nhiều lần, đã gieo mầm các phân tử nước và carbon trên trái đất, là những mảnh ghép đầu tiên cho sự ra đời của muôn loài, đó là theo cách nghĩ của các nhà khoa học. Kính thưa quý vị thân mến, gần đây Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Sự việc hiện tượng kỳ lạ chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Vào ngày hôm qua, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã phải hứng chịu một buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên. Kế tiếp là sấm chớp ghê người kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Kinh hoàng hơn khi tia chớp kéo dài 3 tiếng đồng hồ gây cháy một trạm điện, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Vào ngày hôm qua, giữa buổi trưa ở Hải Khẩu, thời tiết khắc nghiệt khi liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ, Hải Khẩu đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bùng rất dữ dội, kèm theo đó là tia chớp sấm sét đùng đùng.
cảnh tượng đó giống như chỉ có trong phim ảnh, nhưng đây là sự thật khiến người dân không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng hoang mang và lo sợ. Họ lo sợ không biết phải hứng chịu những tai họa nào của thiên nhiên nữa. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Hải khẩu, từ khoảng 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, số lần sét đánh ở Hải khẩu lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút. Rất nhiều người dân ở Hải khẩu xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Nhanh chóng, đoạn video này đã trở thành file hot nhất của mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Hải khẩu đã nói rằng sấm chớp này sao mà vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển. Năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng trưa hôm đó đột nhiên Hải khẩu có sấm sét, âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường là bản thân tôi không phải là người sợ sống chết, nhưng lần này bị dọa cho khiếp vía. Theo hãng AP đưa tin, cảnh tượng tia chớp dữ dội như xé tạo bầu trời ra thành đôi. Những tia chớp nó di chuyển thật đáng sợ, như đang rượt đuổi đánh ai vậy. Chưa dừng lại ở đó, vì sức mạnh của tia chớp kèm theo tốc độ đánh của nó đã khiến một trạm điện bốc cháy. Thật may vì thời điểm này người dân đang nghỉ trưa và trạm điện cũng cách 2 km với nơi đông dân nhất của khu vực này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, lúc khoảng 17:53, tòa nhà ở khu dân cư quận Thiết Tây của thành phố Hải khẩu bị sét đánh trúng, xuất hiện rất nhiều tia lửa. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng cho thấy, sau tia chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Trong nháy mắt, một cột sáng màu cam đánh vào một tòa nhà cao tầng gần đó. Tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất. Cơ quan chức năng Trung Quốc giải thích là do sét đánh vào dây điện làm cháy bãi cỏ, đồng thời đưa ra thông báo đã có 13 người thiệt mạng trong chiều ngày hôm qua. Công ty điện lực địa phương cho biết dây điện cao thế đã bị hư hại, việc cung cấp điện đang gặp gián đoạn. Sự việc khiến người dân địa phương lo lắng khi cơ quan khí tượng Hải khẩu tối qua liên tục đưa ra cảnh báo về mưa lớn sấm sét. Theo một người dân địa phương tên Chi Lưu chia sẻ, thật sự dùng mình sắp nổ một cái. Đột nhiên trong nhà máy điện bây giờ trời đã oi bức, lâu rồi vẫn chưa có điện, không dám bật công tắc điện, quạt máy điều hòa đều không mở được, thật sự bây giờ là rất là nóng. Theo Weibo Hải khẩu, đăng thông báo của chính quyền cho biết, Đài quan sát khí tượng Trung tâm Hải khẩu vào lúc 12:39 ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo xanh, mưa bão ban đầu thành cảnh báo màu vàng và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Hải khẩu của một số khu vực cục bộ khác. Sau đó, Đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo vàng, sấm sét thành tín hiệu cảnh báo cam, sấm sét vào lúc 1 giờ chiều qua. Thông báo rằng dự kiến trong 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố Đông Sùng, Minh Phụng, Hiền Tùng Giang, thành phố Vấn Thành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao. Theo như dữ liệu công bố lần cuối cùng của Hải khẩu đưa ra cảnh báo màu cam là lúc 16 giờ cùng ngày, những tia sét to phát nổ trên bầu trời giữa trưa như muốn xé toạc một gốc cây. Một cư dân mạng nói sấm sét hôm qua cũng đã rất sợ, cảm giác như muốn bổ đôi tòa nhà ra. Mỗi người dân địa phương phản ánh, 6 cây dưới tòa nhà đã bị bổ thành hai. Cũng có người dân Nhạc Dương nói rằng tia sét chiếu sáng bầu trời, ngói trên mái nhà của cô cũng bị thổi đi, mọi thứ trước nhà cũng bị tung bay. Ngoài ra, các am ở Phân Nghi và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây cũng xuất hiện hiện tượng sấm sét, khiến nhiều người đã bị đánh thức khi đang ngủ. Trong khi đại lục không ngừng xuất hiện các hiện tượng lạ ở khắp nơi, sự việc kỳ lạ này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Trong 12 giờ có đến 140.000 tia chớp, oán niệm quá nhiều. Ông trời đang khóc cho những người chết vì dịch bệnh COVID-19 đã qua đời trong đợt này. Người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Cổ nhân Duy Huấn, người đáng thương, anh ắt có chỗ đáng trách. Trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho con người làm chuyện xấu quá nhiều sẽ có loại thiên tai nhân họa xuất hiện. Bề mặt xem là điều đương nhiên, kỳ thực điều thiên ý mà là thiên ý này có điều bất đắc dĩ của thần. Trung Quốc lại tiếp tục có động đất gây ra thảm họa chết người vào chiều hôm qua. Ngày hôm qua, vùng Tây Nam và Tây Bắc, đặc biệt là tại Tứ Xuyên của Trung Quốc, đã hứng chịu cơn mưa dư chấn mạnh 6,4 độ Richter, làm hơn 60.000 người thiệt mạng, gần 1.000 người khác bị thương và hơn 81.000 ngôi nhà bị hư hại nặng trong khi đang vật lộn với các thảm họa trước đó.
Đây là cơn dư chấn dữ dội nhất trong hơn một tháng qua và khiến cao ốc ở thủ đô Bắc Kinh cách đó hàng nghìn km cũng cảm nhận sự rung chuyển. Số người chết vì trận động đất kinh hoàng này ước tính lên đến hơn 6.000 người, cùng gần 200 người khác mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ước tính số nạn nhân xấu số cuối cùng thiệt hại trong thảm họa có thể vượt quá con số 7.000 người. Vụ động đất đã làm cho nhiều đập nước có nguy cơ bị vỡ và trong đó có 310 đập nước ở trong khu vực đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Hàng triệu người đã bị mất nhà cửa, đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt từ những hồ nước khổng lồ mới hình thành. Đây là hậu quả của các nạn lở đất và động đất làm tắc nghẽn các dòng sông, khiến cho nước dồn lên, tạo ra những hồ nước thiếu ổn định và đang phình to hàng ngày. Tại khu vực gần tâm chấn động đất, khoảng 2.600 binh sĩ và cảnh sát mang theo thuốc nổ đang hành quân tới những con sông bị nghẽn nhằm khai thác dòng chảy để tránh mối đe dọa ngập lụt. Thời tiết xấu khiến họ không thể dùng trực thăng di chuyển nhanh tới khu vực quanh hồ nước này. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục dự báo Tứ Xuyên sẽ có mưa lớn trong ngày hôm nay và có thể sẽ tiếp tục gây ra nạn lở đất sau thảm họa động đất nói trên. Khoảng 2 triệu người dân địa phương đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ bị nhấn chìm vì nước và tổng số người phải di chuyển chỗ ở đã lên đến 500.000 người. Vụ động đất kinh hoàng và sau đó là nguy cơ về lũ lụt, lũ quét đang làm chấn động dư luận. Chính quyền Trung Quốc đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia tại tỉnh Tứ Xuyên và nhiều khu vực khác để huy động toàn lực xã hội để ứng cứu và khắc phục hậu quả. Trong những cơn hoạn nạn thì các cơ quan chức năng cùng quân đội nước này cũng tham gia để nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau trận động đất mang tính hủy diệt. Một diễn biến khác có liên quan, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang phải tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa kép động đất sóng thần mới đây vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng sau đó. Số người chết liên quan đến thảm họa kép nhiều đến nỗi các giới chức địa phương đã bắt đầu đào mộ tập thể để chôn cất nạn nhân thiệt mạng. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000 m2 đang được đào ở khu vực Lô Châu, Tứ Xuyên để sẵn sàng chôn gần 425 nạn nhân và sẽ được mở rộng ra nếu cần. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm qua tại Lô Châu, Tứ Xuyên, hàng trăm ngôi nhà trong một thị trấn không còn ngôi nhà nào có thể trụ vững sau khi bức tường nước từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới, chớp nhoáng, cuốn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu, đến nay vẫn ám ảnh những nạn nhân sống sót. Trong các hình ảnh quay lại từ trên cao, cả một thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất mạnh 7,5 độ Richter, theo sau đó là cơn sóng thần cao tới 10 mét từ một con đập vỡ gần đó vào sáng ngày hôm qua đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất là các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa ra từ các đống đổ nát, gây nhức nhối hơn cả. Đó là hình ảnh của những người sống sót, lần tìm trong từng túi đựng thi thể để tìm kiếm những người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ nhỏ trong đống đổ nát này. Một người dân địa phương có tên là Lưu Ninh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy ở các làng mạc hạ lưu con đập Lôi Châu và giới chức trách sợ rằng nhiều người có thể đã bị bùn lầy đất đá vùi lấp sâu hàng chục mét. Trong khi đó, nhiều người sống sót tuyệt vọng vẫn phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ. Và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hôi của hỗn loạn, ai cũng như có lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang mong ngóng tin tức về người thân mất tích. Với những người bị mất tích, người thân mong mỏi lớn nhất là họ được an toàn. Thế nhưng, không ít trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những chiếc túi đựng thi thể. Tàn khốc nhất chính là giới chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn cất tập thể cho các nạn nhân giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo trang ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn ngôi nhà nào trụ vững. Gia đình anh Wang Ji có tới 7 người thân mất tích, trong đó cậu con trai nhỏ khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả gia đình đang ngủ vào rạng sáng ngày hôm qua. Sau một ngày vật lộn tìm kiếm, đến sáng nay Wang Ji tìm thấy thi thể con trai ở một sân bóng đá địa phương, nơi đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra mặt con trai, tôi chỉ nhận ra con qua quần áo. Người con không còn chỗ nào lành lặn. Người cha khắc khoải nói, đây là đứa con duy nhất của chúng tôi. Nó là tài sản vô giá của tôi. Tôi đau đớn lắm. Chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng mà thảm họa kép này mang lại,
cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số trên dựa vào báo cáo từ các sở y tế tại Lôi Châu, Tứ Xuyên và là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Các bệnh viện tại địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người phải nằm ngoài trời. Ông Kuman, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết họ đang rất cần một bệnh viện dã chiến, giường, thuốc men, mùng mền và nhân viên y tế. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến mức độ thiệt hại vật chất nghiêm trọng trong khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, khu mua sắm và khách sạn đổ sập. Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem là biểu tượng địa phương đã bị phá hủy hoàn toàn trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra, thì đội cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở độ sâu 10 km. Gần thị trấn Lôi Châu, nơi địa phương có gần 300.000 người sinh sống này được cho là tàn phá nghiêm trọng hơn so với Bình Lương. Theo ông Chu, nhà chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về mức độ thiệt hại cho hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất mạnh cấp độ 6,1 độ Richter, xảy ra 4 giờ trước trận động đất mạnh nói trên. Quân đội, cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích và thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn liên lạc tại những nơi bị động đất sóng thần tàn phá. Giới chức Trung Quốc cho biết Lôi Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn dư chấn mạnh theo trận động đất mạnh cấp độ 7,5 Richter. Nhà chức trách Trung Quốc thúc giục người dân không nên về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy cơ của các cơn dư chấn vẫn còn. Kính thưa quý vị khán giả, thông tin liên quan đến tình hình lũ lụt tại Trung Quốc khi tại Xương Cáp ở Tây Tạng, nơi vùng cao cằn cỗi nhất tại Trung Quốc, hàng năm tại khu vực này đều đón lượng mưa rất ít, đặc biệt là từ đầu mùa lũ đến nay, khu vực này chưa nhận được giọt mưa nào từ ông trời, thì bất ngờ cách đây 2 ngày, tức người dân nơi đây chưa kịp vui mừng vì tưởng rằng cơn mưa vàng đã được ban xuống. Nhưng chỉ sau mấy ngày mưa to không dứt, nó liền biến thành một cơn đại hồng thủy, khiến nửa triệu gia súc được chăn thả tại đây chết trôi lênh láng và hơn 200 người thiệt mạng vì thảm họa lũ lụt kinh hoàng. Ngoài ra, nó đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây và các nhà khoa học gọi đây là cơn mưa tử thần chứ không phải là mưa vàng vì lượng mưa trút xuống bằng cả năm gộp lại. Dẫn lời tờ báo Đại Lục vào 17 giờ ngày hôm qua, sau tiếng sấm sét nổ vang trời thì cơn mưa vàng bất chợt rơi xuống, khiến người dân trên cao nguyên nhảy nhót, reo hò. Thế nhưng, nỗi hân hoan chưa kịp được bao lâu, họ đã phải hoảng sợ khi chỉ khoảng 2 ngày mưa to không dứt, nó đã nhanh chóng trở thành thảm họa, khi mà ước tính lên tới 500 triệu con gia súc, gia cầm có thể đã chết và gần 200 người khác đã bị chôn vùi trong dòng lũ quét. Được biết, những con gia súc như cừu, dê, lạc đà vốn đã quen với thời tiết nắng hạn, giờ đây đều bị chết trong mưa bão ngập lụt. Cũng theo thống kê, khoảng 500 gia súc gia cầm thiệt mạng do mưa lớn trị giá ít nhất 213 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì ngành chăn nuôi ở cao nguyên Tây Tạng lại là ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Theo cơ quan quản lý ngành chăn nuôi Trung Quốc nhận định, người chăn nuôi tại các khu vực này sẽ có thể mất nhiều năm mới có thể khắc phục được hậu quả của đợt lũ lụt lần này. Cũng theo ông, số lượng gia súc bị chết thật sự có thể chưa được tính toán hết cho đến khi nước rút hết đi. Thế nhưng có nhiều ước tính cho thấy khoảng 500 triệu con gia súc, gia cầm đã thiệt mạng trong tổng đàn, ước tính khoảng 1,5 tỷ con ở toàn khu vực này. Bên cạnh thiệt hại to lớn về chăn nuôi gia súc thì lũ lụt do mưa bão nhiều ngày qua đã phá vỡ 133 đoạn đường cao tốc tại đây. Dòng lũ dữ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi đã làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 610.000 người dân và gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho khu vực này với số tiền lên đến 340 triệu đô la Mỹ. Cũng trong sáng nay, 16 thị trấn và làng mạc tại Tây Tạng đã bị cô lập do 5 tuyến đường đến đây bị hư hại nặng nề, trong khi 6 thị trấn khác cũng đang mất liên lạc với bên ngoài. Cục khí tượng cho biết lượng mưa đo được tại khu vực này trong sáng nay là 335,8mm, mức cao nhất kể từ năm 1979. Do sự biến dị của thời tiết cực đoan, những trận mưa đột ngột và kéo dài là nguyên nhân gây nên tình trạng lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất thường xuyên bất ngờ, để lại những hậu quả kinh hoàng cho người dân Trung Quốc đại lục. Và hôm qua là một trận mưa lớn kéo dài đánh vào dãy núi Lan Sơn thuộc thành phố Lan Châu phía nam của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, gây ra một trận lở đất đá kinh hoàng bên dưới chân núi và đã chôn vùi hàng ngàn người dân sinh sống trong khu vực. Nhiều làng mạc, nhà cửa và người dân bị vùi lấp. Vụ lở đất đã cướp đi hơn 25.000 căn nhà, khoảng 21.000 hecta hoa màu bị nước lũ sạt lở tàn phá. Người dân đã phải tự vật lộn với các thảm họa.
những chiếc ô tô bị chôn vùi trong đống bùn đất do trận mưa lớn gây ra. Theo thống kê ban đầu, số người thiệt mạng có thể lên tới 1.231 người và hơn 4.021 người bị thương và mất tích. Lũ quét và lở đất đã chôn vùi tài sản, nhà cửa và mọi thứ trong thành phố. Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội cho thấy họ cố gắng khai quật những ô tô dính đầy bùn sau trận lũ. Những đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi, nhiều người dân đang cố gắng trở lại khu vực thảm họa sau khi nước rút đi. Họ trở về nhà của họ để tìm kiếm người thân hoặc kiểm tra những đồ đạc còn sót lại, nếu may mắn có thể sử dụng được. Theo trang báo địa phương đưa tin, một con đường quốc lộ bị sạt lở, nhân viên cứu hộ chuẩn bị dây để cho người và hàng hóa đu vào để di chuyển sang phía bên này. Đồ đạc được chuyển sang trước, trong khi những người bị nạn còn mắc kẹt thì phải chờ tới lượt mình mới có dây để đu sang bên bờ bên kia. Những nạn nhân không có đủ sức khỏe để đu dây thì phải lần theo con đường mòn mới có thể thoát sang phía bên kia con đường an toàn hơn. Có những nơi thì lũ cuốn sạch tất cả mọi thứ, khi trở lại thì chỉ thấy đất đá hoặc những mảnh vỡ hoang tàn trong đống đổ nát. Trực thăng cứu hộ cứu nạn không chỉ vận chuyển nhu phẩm cho người dân, mà họ phải chở cả quan tài đến cho những nạn nhân không may mắn bị thiệt mạng trong vụ lở đất. Hiện tại, tình hình mưa bão tại Trung Quốc đang diễn ra vô cùng phức tạp và khó lường. Đặc biệt, nơi nguy hiểm nhất là những tỉnh thành có những con đập và hồ chứa của các con sông. Những cơn bão chưa kịp tan đi thì sáng nay Trung Quốc lại phải đón nhận một tin cực sốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và nước Trung Quốc đưa tin, một cơn bão mới đã hình thành ở ngoài Biển Đông. Nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần lên thành một cơn siêu bão và tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, miền Nam Trung Quốc, khiến người dân hết sức khổ cực khi hứng chịu cảnh mưa lũ chồng chất. Và nếu như mưa bão và các trận động đất xảy ra thường xuyên, thì các con đập lớn nhất thế giới như con đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập khủng khiếp nhất. Hiện nay, mưa lớn kéo dài liên tục, con đập phải mở cửa xả liên tục để giảm áp lực, bởi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động đỏ. Hiện mực nước lên tới 16,8 tỷ mét khối, nên nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Trong mấy ngày vừa qua, cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở của Trung Quốc đã liên tục phát đi thông báo khẩn cấp. Bởi tình hình hiện tại, Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách. Hàng trăm triệu người dân vô tội Trung Quốc đang bị đe dọa. Theo Cục Thống kê Nhanh của Nhà nước Trung Quốc cho biết, trong vòng từ tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2023, đất nước có hơn 1,4 tỷ người đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa to, gió lớn. Thống kê cho thấy hơn 15.000 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, hàng triệu chiếc xe ô tô bị cuốn trôi cùng hàng trăm triệu người phải di tản đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, tình hình thiên tai, bão lũ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mà hàng ngày vẫn xảy ra dày đặc hơn. Càng vào những tháng mưa thì Trung Quốc càng đón nhận thêm nhiều tin cực kỳ xấu. Điều này chứng tỏ rằng mẹ thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc bằng những thời tiết cực đoan bất thường. Đến khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn bị sụp đổ thì mới thôi. Và chúng ta có mong ông trời sẽ trừng phạt các đảng Trung Cộng và người dân đại lục sẽ bình an vượt qua kiếp nạn vì tội ác của giới cầm quyền Bắc Kinh mà họ bị vạ lây. Vào năm 2022 vừa qua là năm quái dị nhất mà họ từng chứng kiến từ khi được sinh ra. Ngoài thiệt hại về người thì những siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng những vật dụng có giá trị khác như ô tô, tủ lạnh, tivi cũng bị lũ cuốn trôi ra Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước ngập chìm, khiến cho người dân khốn đốn, đói ăn nghiêm trọng. Và mới chỉ bước qua năm 2023 thôi mà bão táp phong ba đã dồn dập bao vây và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão, lượng mưa lũ tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc 5.998 vào năm 2020. Khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu lượng mưa cao nhất trong 72 năm trở lại đây. Ngoài ra thì diễn biến của mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong những ngày đầu tháng này. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ hôm nay dải mây mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến các khu vực phía Nam. Hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 650mm/h.
mưa lớn thường bắt đầu từ đầu tháng hoặc sớm hơn, khiến cho các vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến Trung và hạ nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 300 đến 400mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ. Lượng mưa đo được lên tới 600mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục trong hơn 62 năm qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nhật Bản, chuyên gia theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố phong ba ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, vì thế mà nguy cơ vỡ đập vỡ đê lên tới 95%. Nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới, thì an nguy đến con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ đầu tháng đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày. Vì thế mà tất cả các con sông và 26 tỉnh thành trên 31 tỉnh thành phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở và sóng thần. Ngoài ra còn có cả động đất, lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê do phía Trung Quốc cho biết, đã có ít nhất 293 người thiệt mạng và mất tích, 2.798 ngôi nhà đã bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi cũng bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng lên tới 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho san phẳng nhiều dãy núi mang tính chất và đi ngược lại với cả thiên nhiên, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc. Trung Quốc gây ra một thì thiên nhiên bồi lại gấp 10 lần. Hiện chính quyền của ông Tập không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất trời. Họ chỉ biết ngồi khấn vái để mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên, xảy ra điều đó là rất khó bởi vì theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc mới đây đã ra một thông báo khẩn cấp số 4 cho biết một tin được cho là xấu đối với người Trung Quốc. Khi bầu trời liên tục xám xịt mang một màu đen tối cùng với những trận mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc, không chỉ ở miền Nam Trung Quốc mà lây sang cả miền Bắc của nước này. Cảnh báo thời tiết cực đoan và những diễn biến xấu có thể xảy ra và tiếp tục có những trận động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở. Vì thế mà chính quyền của các địa phương cũng như người dân phải hết sức đề phòng. Đứng trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thiên nhiên, hôm qua, cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của Trung Quốc cũng đã phát đi một thông báo cảnh báo gấp rằng những nơi mà dân cư gần con đập Tam Hiệp sống quanh triền đê sông Dương Tử cần phải sơ tán để tìm nơi trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ là khó lường. Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm qua một trận động đất đã xảy ra ở khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cụ thể, trận động đất có độ mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, Tứ Xuyên. Động đất ở độ sâu 8 km với cường độ không quá mạnh, nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sạt lở đất ở dọc sông Dương Tử, đe dọa an nguy con đập Tam Hiệp. Trong cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử cũng phát cảnh báo số 2 của sông Dương Tử năm 2023. Thông tin mới nhất, lượng nước dồn về đập Tam Hiệp đã ở mức gần 50.000 mét khối trên giây, tương đương với đợt lũ kinh hoàng trên sông Dương Tử năm 1998, khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng. Vào tháng 7 năm 1998, trận lũ kinh hoàng đã quét qua 24 tỉnh thành ở Trung Quốc khiến hơn 6.000 người chết, phá hủy vô số nhà cửa. Trận lũ năm 1998 được ví như cơn đại hồng thủy và ảnh hưởng đến đời sống của 200 vạn người Trung Quốc. Và trận lũ lịch sử năm 1998 xảy ra khi đập Tam Hiệp vẫn đang trong quá trình xây dựng. Theo thiết kế, con đập lớn nhất hành tinh có thể chịu nổi sức ép lượng nước dồn về lên đến 70.000 mét khối trên giây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới do mưa lớn không dứt. Các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Giang Tây, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh đang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt. Một khu dân cư ở Trùng Khánh cảnh báo lũ lụt, đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó. Thông báo ở khu dân cư Vịnh San Hô, thành phố Trùng Khánh chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc khi thành phố Trùng Khánh phát đi cảnh báo mưa lũ màu đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo.
Đây là lần đầu tiên thành phố phát đi cảnh báo từ năm 1940, toàn bộ 28 thành phố, quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Lượng mưa lên đến 128mm. Nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố, gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm cho người dân đóng gói, sẵn sàng dẫn đồ đạc quý giá, quan trọng khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước dâng cao. Ban quản lý khu dân cư cho biết vào sáng ngày hôm qua, Sở Thủy lợi thành phố phát cảnh báo về tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở khu vực đường Tân Giang, khu vực giáp sông là nơi trũng nhất trong thành phố có nguy cơ bị ngập cao nhất, người này nói. Mưa lớn ở các nhánh sông Thượng Lưu sông Trường Giang khiến dòng chảy về hồ chứa Tam Hiệp dâng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả nước, khiến cho người dân ở hạ lưu đập nghi ngờ lũ lụt liên quan đến đợt xả lũ khẩn cấp và họ đang xả lũ để cứu đập. Từ khi đập Tam Hiệp hoạt động, mực nước sông Trường Giang ở Trùng Khánh luôn ở mức thấp nhất. Nhưng nếu Thượng Lưu sông Trường Giang gia tăng mưa lớn liên tục 2-3 ngày, mực nước ngay lập tức sẽ dâng cao. Lúc này đập Tam Hiệp sẽ không chịu nổi. Ông Trương, 60 tuổi, một người dân Trùng Khánh bày tỏ lo ngại thành phố có thể phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử từ năm 1940 đến nay. Trong khi mưa lũ hoành hành, đại dịch thất nghiệp tràn lan, sản xuất kinh doanh đình trệ, việc ứng phó với thiên nhiên thì bỏ ngỏ. Nhưng Trung Quốc thì lại càng hung hăng, cố tình gia tăng các vấn đề biên giới và biển đảo, ra sức tập trận, điều động binh lính đến các điểm nóng. Các nước quan ngại và chưa có bất kỳ một động thái nào đe dọa đến an ninh nước này. Nhưng Trung Quốc lại cao giọng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận trên bộ, trên biển và trên không ở toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoang mang, hoảng sợ trong một tương lai bất ổn và chính quyền nội tình đất nước này? Và có phải Trung Quốc hung hăng nên bởi trời đất cũng phải nổi giận? Trong những ngày gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang, thuộc Giang Tây, Hợp Phì thuộc An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin rằng lũ lụt không phải là điều hoàn toàn xấu khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội.